Những bức ảnh ghi tại hiện trường vụ xe taxi chìm giữa hồ sau khi chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, bình luận của số đông. Theo chia sẻ thì sự việc xảy ra ở Thường Tín, Hà Nội. Tại hiện trường, chiếc xe đang nằm giữa hồ và bị nước ngập tới nửa xe, không thấy sự xuất hiện của tài xế. Không rõ lái xe kiểu gì mà để xe lao xuống hồ thế này nhỉ? Thôi thì bác tài đen quá. Thành viên Kiên Luân bình luận. Xe tự trôi hay bác tài lao xuống hồ thế nhỉ? Thành viên Tuấn Nguyễn bình luận. Hiện trường vụ chiếc xe taxi chìm nghiễm giữa hồ. Nguyên nhân dẫn tới sự chiếc xe sau khi được giải cứu.